Vô rồi kéo lên. Thiệt hả? Thiệt. Trời, mấy cô giáo mà cũng nghịch dữ. Ờ, đợi anh chút nha. Anh có bịch kẹo cho học trò của em nè. Mà cả cô giáo nữa. Anh không nhớ gì hả? Nghỉ hè rồi đó anh. Trời đất, anh quên mất. Giờ phải làm sao? Cô giáo phải ráng thôi. Một mình ăn hết đi. Rồi em Thành còn lật đật luôn hả? Không sao, càng dễ thương mà. Như chúng ta đã biết, tên Tuấn Anh là thủ phạm trong vụ án giết người hãm hiếp một tiếp viên nhà hàng. Tên này đã bị bắt và hiện đang trong thời gian thi hành án. Vào ngày 13, khi quản giáo trại giam kiểm tra điểm danh phạm nhân, thì phát hiện tên Tuấn Anh đã trốn thoát khỏi trại, hoàn toàn không tìm ra một dấu vết khả nghi nào trong phòng giam. Các phạm nhân cùng phòng khai, chỉ đến khi quản giáo điểm danh, thì mới hay tên Tuấn Anh vắng mặt trong phòng. Thời gian xảy ra vụ trốn trại ước chừng từ khoảng 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Về nhân thân của tên Tuấn Anh, qua điều tra có một phát hiện đáng lưu ý. Đó là người mẹ của tên Tuấn Anh đã từng là người yêu của tên trùm Minh Batman. Không nằm ngoài khả năng vụ trốn trại của tên Tuấn Anh có sự tham gia của Minh Batman. Alo, Toàn đó hả? Cậu tới gặp tôi ngay. Vô đi. Cậu ngồi đi. Thủ trưởng. Dạ. Cậu biết thông tin về vụ trốn trại chứ? Dạ, chuyện mẹ tên Tuấn Anh từng là người yêu của Minh Batman, phải không thủ trưởng? Anh em trong đội cũng mới gọi điện cho em biết. Gớm thiệt, tai mắt khắp nơi đó. Dạ, anh em trao đổi thông tin xem có gì giúp đỡ nhau hay không ạ. Vụ kia tới đâu rồi? Dạ, vẫn chưa tiến triển được nhiều ạ. Ngoài một số thông tin do các nhân chứng cung cấp, giúp nhận dạng được nhân thân và địa bàn hoạt động của tên Minh Batman. Hai vụ án, nhưng thực ra là một. Cậu gánh luôn được chứ? Dạ, được. Đó là trách nhiệm của em mà. Vậy được. Cậu cùng anh em trong đội lên phương án hành động. Rõ, thưa thủ trưởng. Cậu về phòng đi, anh em đang chờ cậu đó. Dạ. Em lo liệu thằng đó giùm anh nghe. Thấy tướng tá nó ngon lành vậy chứ, yếu xìu à, bệnh hoạn hoài, cảm cúm nữa. Việc đó tính sao đi, chừng nào gặp thì bàn bạc cụ thể. Vậy ha. Tất cả mọi thứ đều nguyên trạng, không có dấu vết của sự xáo trộn hay một sự đào phá nào. Bữa đó ca trực của ai? Dạ tôi.
Có gì khác thường không? Dạ không, tất cả như mọi bữa khác. Đầu hôm tôi điểm danh vẫn còn nguyên. Chỉ có điều tên Tuấn Anh đau bụng từ hồi chiều, nên lúc điểm danh hắn đã nằm bẹp không ngồi dậy được. Khi điểm danh, đồng chí có nhìn tận mặt từng người không? Dạ có. Kể cả tên Tuấn Anh khi đó đang nằm bẹp? Dạ có, tôi nhìn tận mặt đó mà. Thôi được, tôi hiểu rồi. Qua xác minh, tìm được một số đầu mối như sau. Thứ nhất, một đầu mẫu thuốc lá trong phòng tạm giam. Đây là loại thuốc lá đắt tiền. Trong phòng, không phạm nhân nào sử dụng loại thuốc này. Thứ hai, vào hôm xảy ra vụ trốn trại, tên Tuấn Anh bị đau bụng, nằm bẹp giường. Và khi quản giáo điểm danh, đã không kiểm tra xác nhận đó có phải là tên Tuấn Anh hay không. Thứ ba, trong thời gian vừa rồi, có một tốp thợ xây vào sửa chữa khu nhà tập thể dục của trại giam. Qua ba đầu mối trên, có thể đưa ra khả năng tên Tuấn Anh trốn trại được là nhờ có sự phối hợp của đồng bọn từ bên ngoài trà trộn vào nhóm thợ xây. Vào thời điểm xảy ra vụ trốn trại, chúng đã đổi người và kẻ nằm trên giường trong khi quản giáo điểm danh chính là đồng bọn của Tuấn Anh. Trong khi đó, tên Tuấn Anh đã thoát ra ngoài bằng cách trà trộn vào đám thợ xây. Vậy là mục tiêu truy tìm tiếp theo đây sẽ là tên thợ xây trá hình. Đúng vậy, hoàn toàn không có đầu mối để truy tìm tên Tuấn Anh. Vậy sẽ bắt đầu từ tên thợ xây. Bên tổ số 1 phát lệnh truy nã toàn quốc. Em bỏ cái thói sắm đồ hiệu của em đi, mặc coi nó kỳ lắm. Chịu khó ráng thời gian đi, anh sẽ bù. Anh bình thường, lũ nhóc đó đâu đáng để anh bận tâm đâu. Thôi ha, có gì rồi anh sẽ liên lạc với em sau. Nếu cho tôi một giờ, xin một giờ đây anh nhé. Nếu cho tôi một ngày, xin một ngày đây tiếng chim. Nếu cho tôi một lời, xin một lời tôi khao khát. Dân cuộc sống bình yên, bình minh lên trên mặt người cho sáng, mà tay ai đang vẫy gọi niềm vui. Dù bao nhiêu hy sinh và thầm lặng, để quê hương vang vọng mãi mùa xuân.